Hi, xin chào mọi người. Hiện tại đã là tháng 11, đã là một trong những tháng cuối năm của 2022 rồi. Và thị trường xe ô tô bắt đầu trở nên nóng lên do lượng khách hàng mua xe đã bắt đầu tăng cho dịp cuối năm. Và Toyota Việt Nam đã có thông báo chính thức tới tất cả đại lý cũng như là quý khách hàng trên phương diện truyền thông đại chúng sẽ chuyển sang lắp ráp mẫu xe MPV 7 chỗ Toyota Veloz này. Và mục tiêu sẽ là nhất vị trí do dòng xe MPV 7 chỗ. Thì hiện tại quý khách hàng nào đang muốn sở hữu chiếc Toyota Veloz này nhập khẩu ở Indo thì có thể liên hệ trực tiếp tại Toyota Đắk Lắk, và em là Toàn, tư vấn bán hàng tại Toyota Đắk Lắk, để hỗ trợ quý khách hàng có chiếc xe ưng ý cũng như là hỗ trợ khi mua xe trả góp. Và Toyota Veloz thì đang phân phối với hai phiên bản. Phiên bản đứng cạnh em là phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 658 triệu, và phiên bản Veloz Top đang có giá niêm yết là 698 triệu. Thì quý khách hàng nào đang muốn sở hữu chiếc xe Toyota Veloz này hoặc là muốn tư vấn mua xe trả góp thì hãy liên hệ trực tiếp với em để được hỗ trợ cũng như là báo giá và các chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất cho quý khách hàng khi mua xe Toyota Veloz. Và không quên đăng ký cũng như là like kênh để ủng hộ các video tiếp theo của em ạ.